Đấy, bạn kém anh chị. Giờ phát lại. Anh chị thấy tín hiệu nghe được không anh chị? Ổn không? Tại nãy bạn like á, bạn nói chưa hết vấn đề mà tự do dân chủ nhân quyền ở Việt Nam mình á. Thì đang chia sẻ mà mạng nó tín hiệu nó kém. Bây giờ vô lại thì mấy anh chị nào vô sao á thì có gì xíu mẫn chia sẻ luôn. Dạ chào chị Bạch Yến Nguyễn. Tại hiện tại thì như hồi nãy Mẫn chia sẻ đấy, có một số vấn đề mà những cái nhà hoạt động gọi là dân chủ trong nước này là đang thắc mắc, đang bêu rêu chế độ về vấn đề là nhân quyền ở Việt Nam. Thì sẵn đây ấy, thì Mẫn cũng xin chia sẻ luôn một số vấn đề luôn. Tại nãy mạng nó bị kém, rồi đang chia sẻ thì nó bị văng ra. Giờ vô lại mấy anh chị cũng thông cảm. À rồi rồi, nhỏ hơi nhỏ rồi. Ok chưa? Ok chưa ạ? Dạ, hồi nãy tín hiệu nó hơi nhỏ. Thì mấy anh chị vô trước thì chắc có nghe được clip đó rồi, clip trước Mẫn phát rồi. Thì mấy anh chị vô sau thì chưa nghe thì có gì Mẫn xin chia sẻ sơ lại. Thì hiện tại á, hiện tại thì cái hội, nói chung là cái hội anh em dân chủ á, họ đang tích cực là tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn, thậm chí cắt ghép chỉnh sửa những clip mà để tố chế độ vi phạm một vấn đề dân chủ nhân quyền. Thì sẵn đây bạn xin dẫn chứng một số vấn đề mà những cái kẻ lợi dụng cái việc mà đấu tranh dân chủ nhân quyền ở Việt Nam mình ấy, mà để chống phá chế độ, rồi ủng hộ hoặc là cổ xí cho cái tụi chống cộng ở hải ngoại, rồi bằng mọi cách, mọi thủ đoạn để đưa những cái thông tin xấu độc nhằm kích động lòng dân. Thì cái việc thứ nhất ấy, như clip trước các bạn chia sẻ đấy, cái vấn đề đầu tiên là vấn đề mà tụi nó hiện tại đang tổ chức qua cái lễ 30 tháng 4 của mình thôi vậy, mà họ tổ chức là cái ngày quốc tang cho cái tụi Việt Nam Cộng Hòa chế độ cũ ấy, tụi Nguyên Quân Quyền ấy, để tưởng nhớ cái ngày mà tụt quần đủ cản đấy. Thì họ tung lên cái mạng xã hội này, đúng không? Tung lên xã hội này rồi rồi nói miệng á, thì nói xấu chế độ là không có tôn trọng cái quyền tự do của mỗi người dân. Thì như hồi nãy mà cái clip trước mà có nói đấy, bây giờ nếu như không tôn trọng họ, đúng không, nếu như không tôn trọng họ thì bây giờ là liệu họ còn ngồi ở nhà mà đợi hay là bị an ninh còng đem lên đồn công an rồi, đúng không? Là bạn nói những cái thành phần mà như trên cái trang mạng xã hội mấy ngày nay mà đăng tải có cái bài gì đây, bài nít gì đây, là làm lễ quốc tang giống ngực xưng tên ta, đây là trong cái hội đấu tranh dân chủ nhân quyền vậy đó. Không, mà miệng thì luôn luôn nào cũng rêu rao như thế, còn cái hành động thì ngược lại. Cái hành động của họ là tố lại cái lời nói của họ, đúng không? Họ nói, miệng thì họ nói là không tôn trọng tự do. Ở không tôn trọng tự do thì bây giờ là sao chị mà ngang nhiên mà chị là để cái hình mà quốc tang mà trên hiện diện trên cái đất nước Việt Nam này, không tôn trọng mấy chị đó thì liệu bây giờ là mấy chị ngồi đâu rồi, đúng không?
Mà miệng thì nói là công an đàn áp đó, người ta đi bắt là những cái đối tượng mà xấu, trộm cướp này kia, thì mấy anh chị cũng nói không chị gì cắt ghép clip, nói người ta là nó công an đánh dân này kia cái đó đó. Mà cái clip thực tế thì bây giờ người ta đang đang là bắt những cái đối tượng là trộm cướp, đúng không, cướp giật thì bắt cóc trẻ em thì nhiều, chung là nhiều thành phần, đúng không, xì ke ma tí đó, rồi trộm gà trộm vịt trộm chó rồi đó. Ừ. Người ta bắt những đối tượng đó thì bây giờ mấy anh chị là bên đấu tranh dân chủ á, là lấy clip về chỉnh sửa các ép thân trang lên chút xíu, rồi bắt đầu nói là công an đánh dân, rồi có nhiều clip của mấy anh chị đó trực tiếp luôn, đúng không, trực tiếp mà để mà nói chung là gài bẫy công an để lấy clip đó để xuyên tạc, đúng không. Như cái vụ mà cái bà nào đó mà trong hội anh em dân chủ á, ẵm đứa con nè, giả bộ là con bị bệnh rồi đó, con bệnh mà cần đi khám bác sĩ đó đó, ở Đắk Lắk á, tiếp liên tiếp lâu rồi, bây giờ sẵn đây bạn nói lại luôn tiếp đó, rõ ràng không, đúng không. Mà trong khi đó là nó cái ngày trước là đăng cái tatus rồi, nó bên đây là nó cố tình nó gài bẫy bên Đắk Lắk đó, đặng lấy clip đó. Thứ nhất á, lấy clip đó là đưa đưa bên cái tụi hải ngoại nó kiếm được chút tiền này, đúng không. Thứ hai á, là nó đạt được cái ý đồ nó là nó chống đối với cái chế độ này, rõ ràng như thế. Mà trong khi đó mà nó cầm con nó là nó bệnh như nè, sắp chết rồi, mà nhỏ bệnh thiệt hay bệnh giả thì mới chờ cho bệnh thiệt đi. Lúc công an tạm lên xe của cái cảnh sát á, thì nó không cho, nó cầm thỏi quay này bắt con nằm với nó quay hoài vậy đó, đó nó quay lại nó lấy cái hình ảnh. Mà trong khi đó công an ẵm nó không cho, công an ẵm cuối cuộc công an bây giờ là phải ẵm đứa bé lên xe để đi cứu thôi đó. Mà người mẹ thì bây giờ là đứng quay vậy đó. Mà những cái bà mẹ đó là những cái đối tượng mà đang đội lốt dân chủ nhân quyền như Việt Nam này, đồng dân chủ như Việt Nam này, những thành phần là bất mãn chế độ này đó, những phần chống đối này, rõ ràng như thế đó. Còn nhiều vụ việc, nói chung là rất rất là nhiều việc, rồi chưa hết đó. Như hồi nãy bạn có nói đấy, nếu như mà nói mà Việt Nam không có tôn trọng như là nhân quyền, không tôn trọng tự do, thì chẳng hạn như những cái người mà vi phạm cái vấn đề gì đó, chẳng hạn bên giao thông hay là bên bên nói chung là bên hình sự ấy, chống người thi hành công vụ vậy đó, thì nếu như giả sử mà Việt Nam mà không tôn trọng thì mấy người đó được có được yên không anh chị, đúng không. Và bên nước khác, bên nước tư bản là nó bắn ngay rồi, cần phải đo co làm gì cho mệt. Rồi mấy anh chị mà đấu tranh dân chủ trong nước thì cũng nói sử dụng những cái vấn đề đó, nói là công an là đàn áp dân, đúng không. Rồi những cái nhà hoạt động mà dân chủ ở trong nước này á, bị kiểu như là bị an ninh mà theo dõi ấy, nó chuẩn bị mà đi gọi là bắt bắt nguội mà đi coi mày gãi chuyện đơn hay là gì đó, thì an ninh theo dõi, không theo dõi nó, bắt đầu cái thằng khác quay nói là những cái đối tượng đó, những người ta đi bình thường ta đi gì đó mà tại sao mà an ninh theo dõi làm gì. Ủa cái người đơn giản, cái người kém hiểu biết ta biết, ta không hiểu nữa. Chẳng hạn như bây giờ 95 triệu dân này, đúng không, người ta không vi phạm cái vấn đề gì đó nghiêm trọng thì bây giờ ai cần theo dõi làm gì, đúng không. Đương nhiên những cái đối tượng đó là những cái đối tượng thuộc diện vấn đề là an ninh chính trị, đúng không, người ta phải đề phòng, người ta phải ngăn ngừa thôi. Biết anh đi phát triệt đơn hay là anh đi tuyên truyền cái vấn đề gì đó để kích động nhân dân đó, mà các đối tượng tượng nói chung là các đối tượng đó đó đều nằm trong danh sách bị đen hết, đúng không, đều là những thành phần chống chống đối hết, mà những cái đối tượng nó đã bị kết án rồi đó, đúng không. Rồi là khi mà chống đối rồi á, chống đối cho đã rồi á, bắt đầu
bị linh tập nhiều lần không chấp hành đó, không chấp hành bắt buộc người ta phải thấy phải là đi là nói chung là dùng thuốc mạnh thôi đó. Tôi mà anh rất nhiều lần anh không là đến cơ quan thì làm việc thì đương nhiên phải buộc phải dùng dùng ấp dẫn giải anh thôi, đúng không, bị phát bệnh chứ đâu để cho anh có phương pháp luật được. Thì bắt đầu cái mời nó không đi, nhiều lần nó không đi, đến mà khi mà công an đến là dẫn dẫn giải đó, họ về cơ quan thì bắt đầu nó quay clip nó xứ phạt nữa đó. Nó nói là cơ quan chưa có giấy mời này kia cái nọ, thấy không, nhưng mà nó nói chuyện cái chuyện của nó, nhưng mà cái bằng chứng á thì đương nhiên á là mọi người ai cũng biết, đúng không, đương nhiên anh là cái đối tượng gì, anh hoạt động chính trị, anh hoạt động đòi lật đổ chế độ thì đương nhiên anh thuộc cái dạng là phản động rồi, nó rõ ràng như thế. Thì bắt những đối tượng đó thì bắt đầu cái một số kẻ ở bên ngoài rồi lợi dụng cái vấn đề tôn giáo, không, đi đòi người đó, đi đòi từ những cái đối tượng đó gọi là gì tù nhân lương tâm gì đó, mà thực chất là nó cái dạng đó tù nhân chính trị đúng không, vậy lương tâm vậy chứ, không, bây giờ chẳng hạn giờ 95 triệu dân mà trong đó một hai người một vài thành phần là phá hoại, đúng không, lương tâm chỗ nào, đúng không, trong khi đó là biết bao nhiêu người ta có cái vấn đề đó đâu đó, họ chẳng có vấn đề gì hết. Còn một số kẻ thì là lợi dụng cái này đó mà để nó đi, đi suốt ngày nó đi phá hoại cho đất nước mình là ngày càng đi xuống thôi. Đúng không? Còn cái chuyện đó bây giờ nó ủng hộ cho cờ vàng cờ gì đó thì cởi nó. Đúng không? Bây giờ mày vi phạm với luật pháp Việt Nam thì bắt luật để là thực thi chứ. Mình sống phải tôn trọng pháp luật chứ. Không có đừng nói là dựa những cái vấn đề mà tự do này tự do nọ, anh muốn làm gì anh làm, đúng không, đất nước loạn sao, xã hội loạn, để cho anh nói, đúng không, để cho anh thể hiện, để cho anh nói lên chính kiến của anh đó, đó là cái người ta tôn trọng anh đó, người ta tôn trọng anh ta mới để anh nói. Còn nếu mà nếu như người ta không tôn trọng anh như ở Tây Bạn như ở Mỹ đấy, tôn trọng anh tự nhiên bắn thôi, đúng không, giải quyết xong không cần gườm rà đôi co chứ mệt. Chắc mạng nó mạng bên Hoàng Lan bị gì á, bên đây nghe được mà, bên đây thấy nó thấy ổn mà. Đúng rồi chị Bạch Lý Nguyễn, thì cái vở kịch mà tôi như muốn đóng tuồng cỡ nào hay cỡ nào nó cũng phải có cái màn kết là hay dở thôi, mà rõ ràng là sự thật, nói chung là giấy không gói được lửa mà kim nhân vật là lâu ngày cũng lòi ra thôi. Thì cái tội mà nói chung là bắt mãn ở trong nước này, nó rất thẳng rồi, bắt mãn chế độ trong nước này. Bây giờ đang tích cực là lấy những cái hình ảnh rồi nó sưu tầm những cái video clip rồi để nó cắt ghép hòng để bôi xấu xuyên tạc chế độ thôi. Chứ rep đó 100% là chẳng có khi nào mà thật. Mà nếu như mà nói mình nói rõ thẳng một câu ấy, mà nếu như cái tụi mà chống bắt mãn chế độ này, chống chế độ này mà nó đưa những cái vấn đề thật thì nói chung là Mẫn sẽ đi bằng đầu gối. Rồi đó. 10 clip Mẫn từng theo dõi những cái bọn này mày, bọn dân chủ trong nước này. Mình cố tình mình theo dõi nó để có nó đăng tải những vấn đề thật. Đúng không? Mà cho dù nha, Mẫn cho dù nha, cho dù mà nó chia sẻ những cái vấn đề ở cấp xã hội ấy, đúng không? Nhiều cái nó cũng có, nhưng mà có cái là gì nó dở vậy nè, phải nó chia sẻ thật tình đi thì không có vấn đề gì hết. À, lấy clip đó về bắt đầu thêm mắm thêm muối nữa, nói ông ba ông b ông c này làm cái này, làm anh cựu chiến binh rồi làm bên gì quân đội hồi xưa thời thời kháng chiến gì đó chống Mỹ chống Pháp vậy đó. Mà cái lý lịch trong đó là cái lịch gì, toàn những cái thành phần mà thuộc chế độ cũ đó, mấy cái loại là tôi gọi là gì thương với binh Việt Nam Cộng Hòa đấy. Rồi bắt đầu cái lên nói là cái ông A ông B C này là bên cộng sản, bên chế độ cộng sản hồi đó phục vụ cho quân đội, đúng không, lừa một cách như thế đấy.
gọi là đánh tráo khái niệm đấy, đúng không? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình nói thật, rất là nhiều người lên tiếng, trong khi trong đó là có tầng lớp cựu chiến binh, là những người mà đã từng tham gia chiến đấu ấy. Họ lên tiếng rất là mạnh, họ để họ phản biện lại những cái kẻ mà đội lốt lợi dụng đấy, đúng không? Chứ bây giờ một cái cựu quân nhân mà cựu chiến binh đã tham gia cái chiến trường quân đội ấy, trong đứng trong hàng ngũ ấy, cho dù họ ở cái tầng lớp nào, họ ở vị trí nào trong xã hội, cho dù họ là nói chung là về hưu đấy, không còn là cái năng lực, nhưng mà cái ý chí của họ, họ vẫn kiên định, họ vẫn lập trường, họ hiểu đâu là cái việc nên làm và cần làm, đúng không? Tại vì họ họ đã ý thức được cái sự là mất mát đau thương của chiến tranh như thế nào, họ đã nếm trải, họ từng trải qua cái giai đoạn đó và hiểu mục đích của tự do hạnh phúc là như thế nào, đúng không? Cái ý nghĩa là như thế nào. Còn những kẻ mà cho dầu á là mượn danh nghĩa cựu chiến binh này, cựu chiến binh nọ, hay là những cái đó, mà cái tội gọi là cái tội mà đấu tranh dân chủ nước này, tôi bất mãn chế độ để lôi kéo những cái đối tượng đó, là những cái đối tượng đó là thuộc dạng thoái hóa, đúng không? Thoái hóa cái tư tưởng, đúng không? Mình học xã hội này không không có cần những đối tượng đó. Bây giờ tại sao nhà nước mình mạnh tay là dẹp bỏ cái vấn đề tham nhũng, đúng không? Tuy rằng cái người đó còn còn đương chức đương quyền đấy, đúng không? Nhưng mà thoái hóa cái tư tưởng, biến chất, đào thải, có vấn đề gì hết. Nói chi là mấy cái ông mà mấy cái đối tượng kia bị nó là chúng lôi kéo dụ dỗ, đúng không? Còn mình nói đi phải nói lại, cái cốt của người cộng sản ấy, chung là cái người là đã từng tham gia chiến đấu ấy, là cựu quân nhân hay bất cứ cái ngành nghề đó, mà khi họ về cuộc sống xã hội đấy, về sống gia đình đấy, đúng không? Họ có ý chí rất là mạnh, ý rất là cao, chung là họ rất là nghĩ về quê hương nước, đúng không? Không bao giờ là mà dễ dễ dụ họ đâu. Nhưng mà những cái thành phần mà xấu đó, họ vẫn lợi dụng, đúng không? Tại con người mà, nhất là danh lợi tiền bạc, đúng không? Thì đều nói chung là ai dính thì đều bị chi phối hết, đúng không? Chung là không 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 có đường nào mà nói chung là không ai hoàn hảo hết, đằng nào cũng phải dính. Bây giờ ta nói là tiền tình tù tội đi xuống sông mà, vậy đó, họ mua chuộc, đúng không? Lôi kéo. Còn cái thứ hai nữa, chẳng hạn như họ biết mình bức xúc một vấn đề gì đó của cái xã hội mình thôi, mà nó bức xúc nha, mà cái chuyện đó là không không có đáng, rồi họ mới lợi dụng mình, đúng không? Họ lợi dụng mình bằng cách là họ một tìm mọi thủ đoạn, có thể là chi phối tiền bạc, đúng không? Rồi kéo dụ dỗ mình để tham gia với họ lên diễn đàn này, chẳng hạn mình như điển hình cái kênh Chấn Hưng Đất Việt mà bây giờ là đọc ra kênh CRTV đó, kênh Dân An đấy, để nó lôi kéo vô đó, rồi nó mở cái diễn đàn Facebook như thế này, livestream như thế này, để nó lợi dụng cái những cái đối tượng đó để lên tiếng nói là cái chế độ này như thế này như thế kia, đúng không? Gọi là mượn dao giết người đấy, đúng không? Mà vô tình là những cái người đó đó mà bị nó lợi dụng lúc nào không hay, mà mình vi phạm pháp luật lúc nào cũng không biết đó, mà vô tình mình tiếp tay cho nó, tiếp tay cho cái kẻ mà thù ở bên hải ngoại, những cái đối tượng mà chống cộng cực đoan ấy, đúng không? Nó ra sức, nó tuyên truyền thêm, rồi nó bưng bít thông tin thêm, hòng là bôi xấu chế độ, đúng không? Bôi xấu cái hình ảnh của đất nước đó, đúng không? Có đôi khi là mình vô tình thôi đó. Bởi vậy mình cái bà con mình ấy, nhất là những cái người lớn tuổi, họ tiếp xúc với truyền thông này là chưa có nắm rõ cái mạng xã hội này như thế nào, tốt nhất đừng có nên nghe. Là bất cứ ai, chẳng hạn như có một cái đối tượng nào đó, hoặc ông ba ông B ông C đó, hoặc chị A chị B chị C nào đó, mà muốn lôi kéo dụ dỗ mình ấy, thì tốt nhất bây giờ mình người lớn tuổi mình không biết, mình ít tiếp xúc với trên mạng xã hội này biết, ít nhất là hỏi người thân, hỏi con cháu mình ở cái việc đó như thế nào,
đó, họ giờ kêu là ba hay là kêu mẹ làm như thế đó, là liệu có ảnh hưởng gì đến 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 cái vấn đề mà chính trị xã hội đó không? Để mình biết mình có tránh, chứ mình vô tình bây giờ mình không biết, mà mình đi bị kẻ khác lợi dụng thì mình là một con rối, một người ngốc, mà trong khi đó là mình là cái người là có thể là sanh đẻ ra họ, đúng không, mình vô tình mình làm con rối cho họ làm như thế là mình dạy, đúng không, mình mấy đúng không, mấy mấy cô chú chị, đúng không, mình dạy vô tình cái đưa họ dẫn mình lèo lái mình thành những cái thành phần mà theo cái tụi là cờ vàng chống cộng luôn đó, cái tiếp tay cho nó luôn, đúng không? Bởi vậy tại sao cái lớp trẻ bây giờ hiện 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 tại giờ họ tiếp thu, họ tiếp nhận cái thông tin trên cái internet này rất là nhanh, đúng không? Để họ phản bác lại cái luận điệu xuyên tạc của cái tụi chống cộng, họ sẵn sàng nghe mặt đấu tranh hay như bản này rồi chẳng người biết bao nhiêu bạn trẻ khác, đúng không? Nếu như mà ai cũng như là những cái người mà ít, nói chung ít ít nắm bắt thông tin thì mù quáng hết, thì ai là cái người là lèo lái, đúng không, ai là cái người là đứng lên phản biện cái tụi kia, và ai ai là người chủ làm chủ đất nước này, đúng không? Bởi vì lớp trẻ lên tiếng, tụi trẻ lên tiếng, nhiều người lên tiếng, nhiều người nhận ra cái điều là xuyên tạc của tụi nó, thì càng ngày cái người về cái dân trí của mình là người này truyền miệng người kia, đúng không, cái thông tin truyền thông này chưa chắc là nhanh bằng thông tin miệng, đúng không, một người biết là 10 người biết, 10 người biết 100 người biết, 100 người biết là 1.000 người biết đó, rất là nhanh. Bởi vì cái tụi cờ vàng á, nó lợi dụng truyền thông này, nó lợi dụng cái Facebook này, mạng xã hội này, internet đó, là nó đánh nhiều phía, đánh từ nhiều phía, chủ yếu là tập trung vào mạnh nhất là trên cái không gian mạng này, xã hội này. Tại cái người dùng Facebook ở Việt Nam mình rất là cao, tỷ lệ dùng Facebook rất là cao, mà nếu như ai vô tình mà nắm cái thông tin mà không chuẩn xác rồi là không biết cái nguồn gốc cái thông tin đó như thế nào, mà vô tình mình bức xúc cái vấn đề đó, mình thấy bức xúc, đương nhiên là cái tụi đó là chia sẻ những cái đề đó, đúng không, nếu như mà nó có cái mục đích xây dựng cho đất nước ấy, thì nó chia sẻ một cách khách quan, đúng không, không nghiêng bên nào, không là ngã bên nào hết, đúng không, không nặng nhẹ bên nào hết, thì đó mới thật sự là người là góp ý xây dựng. Còn này nó đưa những thông tin lên để nó kích động đó, thì mình phải đặt câu hỏi. Bạn nói nha, nhiều lúc mình chơi với bạn này, bạn thân của mình ấy, mình phải đặt câu hỏi chứ, chứ hạn bây giờ từ đó giờ mình chơi bình thường với nó, bình dân với nó, mà tự nhiên hôm nay nó tốt của mình, đúng không, tốt của mình thì đương nhiên mình phải đặt dấu chấm hỏi rồi. Bạn chơi với mình như thế này có mục đích gì, thì cái kênh truyền thông này nó cũng vậy thôi, chẳng hạn như mình nhìn vô cái thông tin nào đó, đúng không, mình thấy nó cảm thấy nghi ngờ, mình đặt câu hỏi cái thông tin này có đúng không, mình thấy cần có thời gian xác nhận, đúng không, trong cái đó giờ mình không biết thì mình đăng tải những cái vấn đề đó, mình hỏi bạn bè mình ở trên mạng xã hội này, thì người nào biết người ta sẽ chỉ hướng dẫn mình, nó chỉ mình, nó nói là thông tin nó chưa chính xác đó, thì đó là mình ý thức được. Còn chẳng hạn như mình thấy cái vấn đề bất cập gì đó mà những cái tụi chống cộng ấy, những cái truyền thông của cái tụi chống cộng ấy, nó lan tỏa, nó tuyên truyền ấy. Chẳng hạn như cái kênh là gì, hiện tình đất nước, rồi kênh gì ta, nói chung là nhiều cái truyền thông của tổ chức họ đã đăng tải những cái video clip 100 cái video, không có video nào thật, đúng không, nhưng mà cũng có nhiều người không biết, ta vô chung là ta bức xúc mà, thì ta comment, ta chửi vài câu thôi, đúng không, nhưng mà mấy anh chị cờ vàng á, trong cộng á, vui mừng á, tưởng đâu là ở được lòng dân này, dân bức xúc là dân chửi gì đó, nhưng mà mấy mấy cái đó, cái thành phần mà chống cộng ở hải ngoại ấy, hoặc cái còn trong nước này, mày ngon mày ló cái đầu qua đây, nó không, những cái người ta comment nó, người ta đọc đây đó, chứ không phải là dân mà đọc đó, chứ không phải ai đọc đâu, đó, đúng không, hiểu hiểu như thế, đừng nghĩ là comment nó chửi 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 gì đó là cổ xí cho tụi cái đâu, chưa chắc, đúng không, tại người ta đâu có ngu, người ta đâu có ngu, bây giờ người ta đang sống trong cuộc sống bình yên này, bây giờ không biết cái chế độ nào không biết,
Nhưng mà cái chạy đâu nào tốt với tôi, lâu sống bình yên cho tôi, nhà cửa tôi ổn định đó, kinh tế tôi phát triển, đất đai vườn tược không, cò bay gãy cánh đúng không, vậy là ok rồi. Không ai ngu mà đi cho là đi là làm việc cho cái tụi mà chẳng có cục đất chỗ chim, cái tụi giống trong cọng cờ vàng bốn bốn năm mày chẳng có cục đất chỗ chim đúng không. Thậm chí bây giờ mua cái súng mũ giờ không cũng không có nữa đúng không, kinh tế mẹ gì mình đi làm cho nó, lỡ như bây giờ cái bất ổn, cái chính trị bất ở đất nước mình bất ổn thì bị liệu cái nhà mình còn giữ được không? Đúng không, liệu cái nhà mình giữ được không, rồi liệu người thân của mình còn sống sót không, còn ngồi mà ăn cơm chung của mình hàng ngày hàng bữa không? Rồi con em mình có được đến trường không đó, rồi chưa chưa nói đây, nhà mình còn không, hay lúc đó là thành cái đống đổ nát đó. Cái người Việt mình không ai ngu mình theo nghe là cái lời tụi mà cờ vàng chống cộng mà để làm gì, ủng hộ nó để lật đổ chế độ đâu, là ngu đâu, người ta phải giữ túi tiền người ta chứ đúng không. Hiện tại giờ người ta có đang có tiền, ta dư giả hơn hơn cuộc sống thoải mái hơn bên bên xứ bên cái tụi cờ vàng bên cái gấp trăm ngàn lần đúng không. Giờ là thoải mái là cuộc sống rất bình yên đúng không, lo làm kiếm tiền, lo làm phát triển kinh tế thôi. Không, rồi lo vợ con rồi nhà cửa đó. Bây giờ nghe tôi nói là lỡ cái đụng cái đất nước có biến, mà chưa chắc bây giờ đất nước đã xảy ra biến cố ấy, thì bao nhiêu các thế lực ngoại bang nó sẽ lợi dụng vấn đề đó mà để vô đô hộ cái đất nước mình. Mà các anh chị các bạn biết rồi, đất nước bị lệ thuộc, nó bị đô hộ thì nó như thế nào rồi đó. Mà cái này là mình đã đấu tranh không? Mình đã đấu tranh rồi, mình giải phóng đất nước, giải phóng tộc từ từ ngàn mấy năm nay rồi, hàng ngàn mấy năm nay rồi, cái thời triều Lê triều Nguyễn đâu có để mà để cho cái tụi mà cờ vàng mà nó lợi dụng gì không, đá đổ chén cơm mình được rồi. Biết biết mà khi mà đất nước có biến cố rồi, liệu mấy anh chị mà gọi là mấy anh chị mà đấu tranh dân chủ á, để chị chống cộng á, có lên cái ở trong nước nè, có lên cái mạng xã hội mà để livestream gì không? Đúng không? Đúng không? Chưa chắc. Dòng bơm gây an lạc chưa chắc. Đúng không? Rồi bà con dòng họ rồi ly tán. Đúng không? Chiến tranh mà đâu ai, mà nó chạy, đâu ai ấy đâu. Hiện tại giờ cuộc sống bây giờ là mọi người đang vui vầy vui vẻ gì, gia đình sum họp gì, con cháu quây quần gì. Đúng không? Tự nhiên cái nghe lời cờ vàng chi mà gia đình tan nát tan nhà nát cửa như vậy đúng chưa? Đó không ai ngu gì đúng không, tao bảo vệ cuộc sống của ta chứ. Bởi vậy mấy anh chị nói là cờ vàng chống cộng, nói là dân 95 triệu dân đang phải bảo vệ chế độ là sai đúng không, người ta đang bảo vệ cuộc sống người ta, mà người ta muốn bảo vệ cuộc sống của người ta thì bắt buộc người ta phải giữ lại cái chế độ nào mà lo cho dân, tốt cho dân, thẳng là như chế độ cộng sản này. Đúng không, phải hiểu hiểu đúng nghĩa vậy đó. Bảo vệ chế độ là một phần thôi, cái phần lớn nhất là bảo vệ cái gì, bảo vệ là cái mái ấm gia đình của người ta, bảo vệ dòng họ bà con người ta, bảo vệ cục chén cơm người ta, bảo vệ đồng tiền mồ hôi xương máu của ta làm ra, bảo vệ kinh tế gia đình đó. Đúng không, còn chuyện giờ chế độ là bỏ qua bên đi, cái chế độ là độ nào tốt, độ nào lo cho dân thì chế độ tồn tồn tại thôi. Đúng không, còn mấy chị nói chứ quy chụp lại chế độ cộng sản như thế này nè, cậy chứ không tâm quan tâm gì, dân quan tâm bây giờ là chế độ nào lo cho cuộc sống cho nhân dân là được là cơm no ấm đó. Mà điển hình là giờ chế độ cộng sản tao lo được nè, bây giờ mới chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy lo được không, đúng không, chế độ Việt Nam Cộng Hòa mấy chị đó mình nặng mặn nó kia mấy tụi chống cộng cờ vàng lo được gì mấy chị đó. Đây nè, nói tới chế độ Việt Nam Cộng Hòa bạn kể này, 4 3 năm rồi cho mấy anh chị cờ vàng chống cộng cái gì đúng không, được cái gì. Bây giờ nói khi mà đất trước năm 75 đi, mà nói trước năm 75 nha, chế độ ở Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam này lo được mấy chị cái gì, hay là lo cho những cái kẻ mà gọi là quan chức của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, còn người dân được cái gì, người dân thường được cái gì đúng không. Lúc đó là gì, nhà cửa ruộng đất đều bị là
nói chung là cái người Việt Nam Cộng Hòa, quan chức Việt Nam Cộng Hòa tịch thu ruộng vườn, tịch thu ruộng đất, dân làm ra của cải cái gì đều là thu gom hết, 10 phần chứ cho còn chừa dân được 1 phần à. Còn như là bóc lột hết, đó là cái gì, đó là chị dân, đúng chưa? Mà chưa hết, cái thời Việt Nam Cộng Hòa, thời Việt Nam Cộng Hòa đúng không, là đem những cái gì, cái văn hóa phương Tây, mày gọi là văn hóa như Tây là gì nè, xì ke, thuốc phiện, rồi gái gú, đúng không, đĩ điếm, đó, để phục vụ cho quân đội Mỹ, đó là cái gì? Trong khi đó là bao nhiêu cô gái, bao nhiêu là cô gái trẻ ở sống ở Việt Nam hồi lúc trước, là bao nhiêu người là bị là cưỡng bức, nó cưỡng bức mới sanh ra cái những cái mà sau này là chính cái người Mỹ á, họ thảm sát con lai đấy, đó là cái gì? Là cái đó là họ nói trước năm 75 nha, còn nói sau năm 75 là khi ngày tụt quần mà đu càng để chạy qua bên bên Cali á, các nước khác qua bển ấy, rồi lo được cái gì, lo được gì cho mấy anh chị, hay là chính cái người Mỹ người ta lo cho mấy anh chị? Cái thằng Việt Nam, cái thằng cầm đầu của cái chế độ của mấy anh chị lo được cái gì, lo được cái mấy cái gì mấy anh chị đó, đúng chưa? Bạn nói đúng không? Hay là qua bên đó là mạnh ai nó sống, rồi sau này nhờ ở phương Tây thì nó có chế độ đãi ngộ, đãi ngộ cho những cái người mà tị nạn, nói chung là cái người lính thuê cho nó đó. Chẳng hạn bây giờ tôi mướn cái thằng lính này, đúng không, theo tôi, đúng không, nó thất bại hay là nó thành công không biết, thua hay thắng gì đó mình phải lo cho nó, nhất là lo cho nó cái cơm no ấm chứ đi, đúng không, chứ không phải mình mà tao lo cho mày từ đó nha, tao lo cho mày cơm no ấm thôi. Còn cái chuyện bây giờ cũng giống như bây giờ tao cho mày cái cần câu mồi mày tự mày kiếm, đúng chưa, đúng chưa? Nó lo gì là bằng ngày, nó lo là cái loại là trả nợ ăn tình cho tụi mày thôi, nó trả nợ ăn tình cho tụi mày thôi, tại vì ít ra thì tụi mày cũng làm tay chân cho nó, tay sai cho nó rồi đó, thì bây giờ bắt buộc nó phải trả nợ ăn tình. Cái chuyện đó là chuyện tất nhiên, nếu nó không làm được cái điều đó thì cái thằng Mỹ này trên nó cái uy tín mà cái đó là trên cái quốc tế này chẳng là cái gì, đúng không? Đương nhiên nó phải thể hiện cái nước nó là gọi là thể hiện cái bản lĩnh gọi là đàn anh của nó chứ. Đó. Bây giờ qua bánh 43 năm. Ngoài hưởng. Ngoài hưởng trợ cấp. Thì mấy anh chị làm được gì? Làm được gì cho quê hương nó chưa? Chưa có. Đúng không? Một số anh chị á, là có tinh thần yêu nước, có tinh thần xây dựng thì ta đóng góp cho quê hương nước bằng cách ta gửi tiền về nhà cho người thân, đúng không? Để lo làm ăn phát triển kinh tế đó, lo làm giàu thì những mấy anh chị đó mình không nói, còn những kẻ chống đối đúng không, mình mới nói rồi à, mà nói dụ nha, bây giờ mấy anh chị nói ở chế độ này không lo cho dân, không lo dân cho ăn cho nước đúng không, thì tôi thử hỏi mấy anh chị đó nè, hồi đó giờ có ai mà lo cho chị tiền đói không, đúng không? Nhưng mà ở đây tôi biết có một vấn đề, cái này không phải là tôi binh chế độ nha, nhưng mà tôi nói là có như thế này, hồi lúc trước ấy là những cái người mà gọi là đi đi kinh tế mới mấy anh chị, đi khai quang vùng biên giới đó để giữ đất ấy, là nhà nước trợ cấp từ đó 100% đó. Tất nhiên là gì, tất nhiên là nhà nước cho chị cái cần câu, rồi nhà nước cho chị cái lưỡi câu luôn, rồi cho chị miếng mồi luôn đó, là chị có cần có lưỡi có mồi, bây giờ chị tự kiếm cá thôi mà chị kiếm được cái thôi. Tất nhiên là vậy, hồi đó là có cái vấn đề là gì nè, là trợ cấp cho mỗi người á là được 3 hecta đất, 3 hecta đất là hồi đó là năm hai năm 199 mấy, gần 2000 vậy, là cho 20 triệu, cấp cái miếng đất rồi cho 20 triệu, rồi sau này cho một cái nhà gọi là nhà tình thương mà được khoảng 30 triệu nữa đó, là mỗi tháng một trợ cấp, là mỗi một người vậy là được 30 kg gạo, tất nhiên là gia đình 5 người á thì được 3 x 5 15 150 kg đó,
có cái chế độ nào lo được cho nhân dân vậy không? Mấy anh chị nhiều khi mấy anh chị ở sống ở thành phố này, người sống các cái vùng mà phát triển này, cái tới phát triển này, khá giả, đúng không? Có thể là các chị mấy anh chị chưa hiểu, nhưng mà vẫn từng sống chung những cái người mà gọi là người dân mà làm kinh tế đó. Họ nói chung là lúc đó là họ nói chung là mấy người không có đất, mấy người nghèo khổ đó mấy chị. Rồi dân những lúc mình mới tập trung để phát triển kinh tế để cấp đất cho họ. Hiện tại bây giờ là 100 nhà cho đó là đều nhà nhà nhà, nhà khang trang hết mà đều giàu có hết. Nó có ai được lo được cho dân như thế không? Rồi mấy anh chị mà mình nói thêm mấy anh chị mà gọi là bất mãn chế độ ấy, thì bill rêu cái gì? Mấy chị bill rêu cái gì? Bill rêu vụ đất đai đất cát vậy đó. Nhà nước cấp cho mấy anh chị chẳng hạn như đó là cấp cho mấy anh chị 10 công, đúng không? Lâu ngày mấy anh chị chiếm ra 20 công. Rồi bắt nhà nước phải công nhận cái đất 10 công kia, 15 chiếm của mấy anh chị, vậy chiếm đó. Là đất của mấy anh chị ai công nhận đất đó đất nhà nước, đúng không? Đừng thấy hoa quan quá vậy muốn làm nhiêu làm, rồi bắt đầu tới nhà nước thu hồi lại nói là nhà nước cấp đất đất nào mấy anh chị cấp đó, đúng không? Chẳng qua lòng tham của mấy anh chị đó thôi. Đó chỉ có một số người thôi nha, một số kẻ mà hiện tại giờ nó đang tiếp tay cho cái mà bất mãn chế độ trong nước này, cái hội anh em dân chủ nhân quyền gì đấy để nó chống phá chế độ thôi, lợi dụng cái đề đất đai thôi, đúng không? Bây giờ ông bà với ông bà cha mẹ hồi xưa để lại đất cát cho mấy anh chị đúng không, thì cái đấy, chuyện đó mình không nói, đúng không? Còn mấy anh chị bây giờ được cấp mà cái này rất nhiều nha, ở ở quê vẫn rất là nhiều cái này là lúc đầu cấp chẳng hạn như cấp cho 3 hectare đi, chiếm ra cái bắt đầu đo tới địa chính vô đo 4 hectare, đo 4 hectare lòi ra một hecta là lấn chiếm, thì có nhiều chỗ á, thì người ta giải quyết rất đơn giản, chẳng hạn như bây giờ người ta nếu thu hồi thì bồi hoàn cái thành quả lao động công sức của người dân, đúng không? Tuy rằng người ta chiếm đó, đúng không, nó chiếm tài của riêng, nhưng mà khi mà nhà nước phát hiện thì người ta thu hồi lại thì người ta vẫn đền bù cái thành quả lao động của mình đàng hoàng, không vấn đề gì, thì chuyện đó êm xuôi. Còn mà một số kẻ nó không chịu, không chịu nha, khi mà đợi tới cưỡng chế nó mới chịu, đúng không? Mà vừa cưỡng chế rồi mày không có tiền luôn, bắt đầu bị cưỡng chế không có tiền, bắt đầu nó nói là nhà nước không 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 bồi thường đó, chưa cái vấn đề đó rất, nói chung xảy ra hàng ở trên cái đất nước Việt Nam này, mà chẳng hạn như cái người nào không biết á, không biết á thì nghe lại theo nó nói là nhà nước là không đền bù cái nọ, một điều rất phi lý, hết sức phi lý, đúng chưa, hết sức phi lý. Nói chung kể ra rất nhiều người, rất là nhiều việc mà nói ra thì nói mình như lương viên ba cũ ba kiết gì đấy, mà thực chất bây giờ lương mình không phải ba cũ, ba cũ ít quá không nhận, gọi nó dư lượng viên gì bưng bô cho đảng gì. Xin lỗi, không lẽ mà mỗi người dân người ta lên tiếng người ta đều là gọi là dư, bị bọn nó là gọi dư lương viên hả? Vì chính dụ như bây giờ lỡ như 95 triệu dân người ta lên tiếng, chắc nó 95 này ta triệu dân này ta cũng quân bô cho đảng này, đúng không? Một cái luận điểm rất là ngu dốt luôn cả trong tư duy mà nhận thức, đúng không? Luôn cái phân biệt cái người dân thường với cái người nói chung là làm việc cho cơ quan nhà nước thì nó cũng không có nhận biết cái vấn đề đó, đúng không? Quơ đủ cả năm mới nói, chẳng hạn giờ những cái anh em chị nào lên mạng có tiếng nói như thế này là đều cũng vô chỗ chế độ ở chấp nhận, đúng không? Nói gì đừng biến ở chấp nhận rồi, chẳng có vấn đề gì. Giờ tôi lỡ như tôi buông vô chế độ thôi, giờ cuộc sống của dân tôi ở đây thoải mái vui vẻ, chẳng ai chẳng có vấn đề gì, thì cứ bưng bô thôi. Cũng giống như tụi nó giờ đang bưng bô cho Mỹ đấy, không thà nó nói rồi nó chết cho Mỹ mà, không nó chết cho Mỹ, nhưng mà miệng thì nói là tôi thương người Việt Nam, tôi thương đồng bào tôi, không, nhưng mà sau lưng này tôi quyết trung thành với tổ với nước Mỹ vĩ đại,
đúng chưa? Mà trong khi đó nó nói tiếng Việt chứ đâu phải nói tiếng Anh đó, vậy đó cờ vàng nó vậy đó, bản chất nó vậy đó, nó là giống như cái thằng thằng bot vậy đó, sớm đầu tối đánh đó, nó thua mình bắt đầu đầu mình, nó nói hay lắm, nó hay lắm, khen nữa, nói là anh tốt này kia cái nọ, sau lưng mình đâm mình là giống như thôi, nhưng khi mà đỏ đó gọi là sớm đầu tôi đánh đó. Yếu thế mình là bằng ngày thì nó đầu hàng cho mình nha, chứ bằng đêm là nó giác vũ khí nó bắn mình, cờ vàng cũng như thế, chẳng khác gì, chẳng khác gì cái loại đó, mình nói là nó so sánh thì nó hơi ấy, nhưng mà nó là dạng quân lực cái gì đó, là quân đội nó vậy đó, sẽ đồ tôi đánh thua chạy, thua chạy thà chịu nhục, đúng không, chịu nhục nhưng mà chịu không phục. Bởi vì cái người người ta nói là cái kẻ thù của người ta nói nha, kẻ thù ngại như nước Nhật đi, chẳng hạn cái người Nhật thắng hay thua không biết, đúng không, nhưng mà nó lỡ nó thua đi, nó cũng giữ lại cái thể diện của nó, đúng không, giữ lại phong cách của nó, đúng không, tại vì cái đó là cái tính cách, là cái tính cách của cái gia tộc của nó rồi, đúng không, chứ không phải như thằng Việt Nam Cộng Hòa đâu, đúng không? Thua nhưng không phục, thua thà thua chịu nhục chứ không chịu phục, đúng không, nếu như nó phục là nó về nó xây dựng đất nước rồi, chịu quân rồi, đúng không, bởi vì người ta nói là mình á, mình không hận thù với cái kẻ thù mình, cái địch của mình, đúng không, không giờ chẳng hạn như Mỹ nó gây chiến tranh ở Việt Nam mình nó gây đau thương biết bao nhiêu rồi, nó gãy cái chất độc hóa học đó. Rồi di chứng cái chất độc hóa học đó, như cái chất độc màu da cam đó. Di chứng là biết bao nhiêu, đúng không, Việt Nam không thù nó, vẫn là bạn, vẫn chơi nó. Nhưng mà ngược lại thằng Mỹ ấy, mà lỡ nó gây chiến với ở Việt Nam mình đó, trong thời gian rồi là vừa qua đó, trước đấy là nó cũng xin lỗi mình rồi, Việt Nam mà, đúng không, nó cũng biết nhận nó thua mà, nó nhận nó là nó xâm lăng mà, xâm lược rồi. Nhưng mà riêng thằng Hoàng thì Việt Nam Cộng Hòa là nó không chịu lớn nó thuê đó, đúng không, ai nó tự nguyện là thà nó chịu nhục thôi chứ nó không là nó không nhận đó. Nó tự nguyện quân quyền nó không nhận, đúng không, thì chứng tỏ là cái mặt nó dày hơn, là gọi là dày hơn gì ta, dày hơn là da trâu mà, không nhục mà gì, đúng không. Bởi vậy nói về cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa này thì nó nói chung là nó truyền kiếp, tại cũng tại nó mới ra thôi, chứ mà nếu nó mà không có xuất hiện những cái mạng xã hội này mà để nó không có xấu gì đất nước thì chẳng có ai mà để lên đây để nói những vấn đề của nó làm, đúng không? Người ta cũng bỏ qua cái vụ mà quá khứ rồi, ai nhắc lại, chính những cái tụi những cái kẻ đó, những tụi nó, đúng không, nhưng mà nói thua mà không chấp nhận thua mà không để người ta tôn trọng, thua mà không để người ta là chung là suy nghĩ tốt gì mình, đúng không, mà cái tư tưởng của nó là cái tư tưởng gì, tưởng theo ngoại bang, theo ngoại bang là cái tư tưởng nô lệ. Nói chung nói cái tụi này còn dài lắm, mỗi ngày kể một ít, mỗi ngày kể một ít thôi, thì chung giờ này cũng khuya mấy chị khuya, để hôm khác thì có gì mận chia sẻ thêm, nói chung mày nói nhiều khi cũng không hay đâu, nhưng mà mình quan trọng là mình chia sẻ những vấn đề gì đó mà nó thật, thì cộng đồng rồi anh chị em dễ chấp nhận, đúng không, chứ nhiều khi tôi nói luận điểm tôi nói là mình lên mình chia sẻ mình nói gì đó là mình gì đường viên hay là bảo vệ chế độ gì đó, ôi, nói gì nói công việc của mình thì mình chả cần phải chứng minh tôi đó làm gì. Hiện tại mình biết một điều là giờ mình làm chủ đất nước thôi, chứ không phải là mình làm cái lính đánh thuê hay là mình ta sai cho ai chứ đó, mình biết gì thôi,
Chủ gì mà đi nghe cái thằng tàu lao mới lao, thằng không gây ôn gây dịch gì, thằng mà tới cái tổ quốc mà còn không có nữa, thì nó mới làm gì nữa mà. Nhưng mà phải nói cho bà con mình biết, nói cho những người mà chống cộng, mà gọi là cực đoan ấy, một ý thức ra có cách nhìn khác, mình không chửi họ đúng không, mình nói thôi chứ mình nói nhiều khi nặng hơn chửi. Rồi chào mấy chị nha, hẹn gặp lại dịp khác. Rồi chúc mấy anh chị ngủ ngon.